Kính thưa quý khán thính giả, nhân ngày quốc tế nhân quyền, một buổi văn nghệ nhạc đấu tranh do phong trào Hưng Ca Việt Nam tổ chức để tưởng nhớ cố phong trào trưởng Việt Dũng và tiếp theo là hội luận với chủ đề Từ thảm họa môi trường đến giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam đã diễn ra từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều hôm thứ Bảy ngày 10 tháng 12 năm 2016 tại trung tâm tuổi hạt Garland, Texas. Mời quý vị theo dõi trích đoạn về buổi sinh hoạt này từ video của nhà báo Huỳnh Lương Thiện gửi đến Việt Vùng Vịnh như sau. Xin mời tất cả quý vị an toàn. Kính mời luật sư Nguyễn Sư Nghĩa là phong trào trưởng của phong trào Hưng Ca Việt Nam có đôi lời tâm tình và ý nghĩa của buổi lễ tưởng niệm cố ca nhạc sĩ Việt Dũng. Tôi xin thay mặt cho phong trào Hưng Ca Việt Nam gửi lời chào mừng đến tất cả các quý vị, quý bác, quý chú, quý anh chị đã dành cái buổi sáng thứ Bảy hôm nay đến để tham dự chương trình hội luận và văn nghệ đấu tranh tưởng nhớ Việt Dũng kỳ 3 1958-2013. Việt Dũng sinh ngày 8 tháng 9 năm 1958 tại thành phố Sài Gòn. Cha là bác sĩ dân biểu Nguyễn Ngọc Bảy và của nền điện ảnh Cộng hòa và mẹ là bà Nguyễn Thị Nhung, giáo sư trường Trung học Gia Long. Việt Dũng có tất cả ba anh chị em hiện đang sinh sống tại California. Lần đầu tiên gặp Việt Dũng là tại một sinh hoạt quán nhớ của sinh viên UC Irvine và nhìn Việt Dũng với đôi nạng gỗ và hát lên cái bài Mời Em Về, nghĩa là xúc động. Và đến năm 1987 thì tham gia phong trào từ đó. Việt Dũng cũng như tất cả chúng ta, năm 1975 sau cái cuộc biến cố đó thì Việt Dũng cùng với lại bà nội và 36 người Việt Nam khác cũng vượt biên. Và anh cũng đã ở trong những trại tị nạn. Và ngay cả từ trong trung học anh đã có những cái khả năng về văn nghệ, đã cùng với một bạn Mỹ lập ra một cái ban nhạc gọi là Firebird và chuyên hát những cái nhạc đồng quê thời đó. Năm 1978 thì Dũng có nộp một cái sáng tác của anh và được chọn là một cái sáng tác hay nhất trong năm. Và nếu mà chỉ có chuyên về những cái lĩnh vực đó thì Việt Dũng chắc có lẽ cũng đã giàu rồi. Nhưng mà với những ưu tư của những con người Việt Nam, đặc biệt là khi về những cái năm tháng đầu tị nạn như vậy, thì cái sáng tác đầu tiên Việt Dũng viết ra thì chắc chúng ta cũng nhớ đó là Một Chút Quà Cho Quê Hương. Việt Dũng cộng tác với Đài Lưu Sài Gòn năm 1993, cũng như là sau đó, 4 năm sau anh thành lập Đài Radio Buôn Sa mà quý vị đã được biết, rồi thành hợp tác với lại Asia cũng như là SPTN. Và Việt Dũng cũng là một trong những thành viên để thành lập phong trào Hưng Ca Việt Nam. Bây giờ xin mời anh hai và công ánh lên chia sẻ đôi điều về những đóng góp của Việt Dũng trong phong trào Hưng Ca Việt Nam. Xin quý vị một tràng pháo tay dành cho các nhạc sĩ Việt Nam. Huỳnh Công Ánh xin kính gửi đến quý vị lời chào thân mến. Kính thưa quý vị, trong không khí này, trong không khí tưởng nhớ một người con, một người bạn và một người em suốt đời hy sinh cho công cuộc đấu tranh chung, luôn luôn hướng về Tổ quốc, luôn luôn là người đi đầu để chuyển những thông điệp yêu nước từ trái tim của những người Việt Nam. Sơ lược phong trào Hưng Ca, hôm nay tôi rất cảm động để bày tỏ cái bước đầu tiên của chúng tôi là như thế này. Đầu năm 83 ở Amarillo, Texas, họ có chương trình Đại Nhạc Hội tổ chức 30 tháng 4. Thì tôi được mời từ Nam Cali về Amarillo, cũng tiểu bang Texas này. Nguyệt Ánh được mời từ Washington DC. Và Việt Dũng cũng như Minh Hiếu được mời từ Houston. Chúng tôi gặp nhau ở Amarillo. Và ba nhân tố đầu tiên đã phối hợp sau đó với Phan Đi Tấn và Châu Đình An. Năm người đầu tiên gặp nhau ở Washington DC năm 84 dưới basement của bà Jackie Bond. Và chúng tôi quyết định thành lập phong trào Hưng Ca. Sau đó phong trào Hưng Ca mời thêm 5 nhân tố nữa từ Canada. Có anh Nguyễn Hữu Nghĩa từ bên Paris, có Khúc Lan, có Nguyễn Quyết Thắng, vân vân. Tức là 10 người đầu tiên gặp nhau ở Houston, nhà cố ký giả Trương Trọng Trác, để hình thành phong trào Hưng Ca. Và đến nay là đã 32 năm. Có nghĩa là chúng tôi thành lập phong trào Hưng Ca vào tháng 4
năm 1985. Trong 10 người là thành viên đầu tiên, trong 5 người là thành viên sáng lập, thì có lẽ trong không khí này chúng tôi cũng rất là cảm động, là vì cái người đồng hành sát cánh với Việt Dũng là BB. BB từ Cali qua là vợ của Việt Dũng, đã sát cánh từ đầu có thân tạo thành ca. Có lẽ những người sáng lập đầu tiên trong 32 năm trong không khí này, trong không gian này, tôi chỉ còn lại Châu Đình An đã ra đi, Phan Đi Tấn đã không còn với phong trào Hoàng Ca, Ngực Ánh đã không còn, Việt Dũng đã đi. Và như thế, trong không khí này tôi là người sáng lập. Cái điều mà cảm động nhất là hành trình chúng tôi đi được đáp ứng những người ở tuổi em nhỏ nhất như là Minh Huy, Chi Huệ, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, và tiếp nối nhiều hơn nữa của nhiều tiểu bang ở trên nước Mỹ và ở hải ngoại. Vì con đường duy nhất của chúng tôi đi là dùng văn hóa, văn nghệ và truyền thông để tranh đấu cho một Việt Nam tự do, dân chủ và nhân quyền. Và cái người lớn nhất của phong trào Hương Ca bây giờ không ai khác hơn có trong không khí này, 80 mấy tuổi ngoài, là bác sĩ Trần Văn Thuần và chị Mỹ Chương. Chị Mỹ Chương, vợ bác sĩ Trần Văn Thuần, là người thủ quỹ của phong trào Hương Ca. Thành ra thật là một không khí trong một ngày thứ Bảy, và có thể nói là sau 30 mấy năm, chúng tôi thật sự xúc động. Và xúc động hơn nữa là sự có mặt đông đảo của quý vị hôm nay trong không khí này. Xin được trân trọng kính chào quý vị. Tiếp theo đây đó là nghi thức cầu nguyện cho ca nhạc sĩ Việt Dũng. Chúng tôi xin kính mời quý vị đại diện của các cộng đồng, các hội đoàn, truyền thông, báo chí. Chúng tôi cũng sẵn đây giới thiệu luôn và mời quý vị đứng lên trên này để cùng thực hiện cái nghi thức cầu nguyện chung. Xin được giới thiệu theo cái danh sách mà ở bên dưới chuyển qua đã ghi sẵn từ trên xuống dưới. Về phía truyền thông, chúng tôi có nhà báo Trương Sĩ Lương, Báo Thế Giới Mới. Mời Trương Sĩ Lương lên trên này. Có ông Quỳnh Lương Thiện của báo Mỏ San Francisco. Mời anh Quỳnh Lương Thiện. Có cô Thu Nga của đài SBTN Texas và đài Sài Gòn 1600. Và chú Hạnh Đỗ. Có ông Mai Văn Đức của báo Book Việt News. Có Nguyễn Văn Lập của Trai Đẹp Online. Có Nguyễn Văn Nở, Liên hội Phó Ngoại vụ của Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Có ông Thái Hóa Lộc, báo Người Việt Dallas và Việt TV Dallas. Có ông Mai Thanh Triết và Phu Nhân đến từ Houston, Hội Bảo vệ Môi trường Việt Nam. Có ông Phan Văn Phúc, bác Phan Phúc là phụ tá Tổng hội của Tù nhân Chính trị Việt Nam. Có ông Nguyễn Lâm là nha kỹ thuật Bộ Tổng tham mưu. Có ông Nguyễn Lạc là Hội trưởng Hội Hải quân Trục Dương. Ông Nguyễn Hữu Duyệt là Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Ông Nguyễn Trọng Hiếu là Phó Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hạt Sarang. Và ông Phạm Quang Hậu là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Dallas. Thì xin mời anh luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa lên đây để dâng lời cầu nguyện. Đánh dấu 68 năm ngày quốc tế nhân quyền, cũng là ngày phong trào Hương Ca Việt Nam tổ chức tưởng niệm cố các nhạc sĩ quá cố Việt Dũng, nguyên phong trào trưởng phong trào Hương Ca Việt Nam, đã ra đi cách đây 3 năm. Trước di ảnh của anh, chúng ta hãy dành một lời cầu nguyện và nhớ đến những gì anh đã cố gắng làm trong tất cả cái cuộc đời của mình, cống hiến cho đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Quen biết anh, chúng ta được biết rằng trong tâm trạng của anh, bao giờ anh cũng mong mỏi nhìn thấy một cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại vững mạnh.
nhìn thấy chúng ta đoàn kết, thương yêu nhau, dùng văn nghệ và truyền thông làm vũ khí đấu tranh chống lại bạo quyền cộng sản. Nhân đây, chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời tất cả các quý vị có mặt hiện diện đây, chúng ta cùng đứng lên và dành tất cả những tình cảm mà quý vị đã có cho Việt Dũng nói riêng, cho phong trào dân tộc Việt Nam và tất cả những phong trào đấu tranh hiện tại bây giờ. Toàn dân vi binh, toàn tài vi dụng, toàn địa vi thành, toàn quốc vi chính, chắc chắn một ngày mai tươi sáng cho đất Việt Nam sẽ trở về, những người con dân Việt Nam sẽ hãnh diện với một nền văn hóa nhân bản để chúng ta tự hào với những lời thề vang vang trên dòng sông Như Nguyện: Nam quốc sơn hà, Nam đế cư, tuyệt nhiên tĩnh phận tại thiên thư, Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, những đẳng hành khác thù bại hư. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Xin kính mời quý vị an toàn. Lễ cầu nguyện đã chấm dứt. Mời cô chiều ơi. Là phần phát biểu của đại diện của cộng đồng và hội đoàn, thì trước nhất chúng tôi xin kính mời ông Phạm Quang Hậu, chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia tại Dallas. Ngày hôm nay đối với tôi cái ngày kỷ niệm tưởng niệm ca sĩ Việt, nhạc sĩ Việt Dũng, cũng là ngày quốc tế nhân quyền, làm mình liên tưởng tới cái vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Người Việt Nam hiện giờ không có được có đời sống dựa theo cái nhân bản, thành ra nó có tạo ra rất là nhiều những cái vấn đề, nhất là vấn đề cho tôi cho là danh dự của quốc gia đã không còn nữa. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi
chúng ta ở đây chống cộng, vẫn tiếp tục chống cộng sau 41 năm. Thì khi mà chúng tôi tới đây để tưởng niệm Việt Dũng thì chúng ta phải nhớ tới là người dân Việt Nam hiện giờ sống trong chế độ không có tôn trọng cái nhân quyền, cái tư cách của người Việt Nam thiếu cái nhân bản. Là tại sao mà người Việt Nam đi sang Nhật đi ăn cắp để mà dân cả dân tộc Việt Nam bị mang tiếng, rồi việc người dân Việt như đàn bà con gái Việt Nam đi sang ngoại quốc để làm cái nghề bắn rô nô miệng, đó là những cái dục nhã của mình. Nhờ những cái sự đấu tranh của những ca sĩ nhạc sĩ đấu tranh dùng văn hóa để chống lại những cái người như Đàm Vĩnh Hưng sang đây để mà lũng đoạn cái cộng đồng mình, thì đó là cái điều mà chúng tôi hy vọng phong trào Hưng Ca sẽ có những người trẻ hơn nữa, trẻ hơn cái thế hệ của ông luật sư Nghĩa nữa, để tiếp tục con đường chống cộng bằng văn hóa trong 25 năm tới, trong 50 năm tới, nếu mình vẫn còn cộng sản ở Việt Nam. Đó là cái lời chia sẻ của tôi với tất cả quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Mời luật sư Nghĩa có món quà tặng cho chủ tịch của cộng đồng người quốc gia Dallas. Xin quý vị một tràng vỗ tay để cảm ơn cộng đồng người Việt quốc gia Taran. Và chúng tôi cũng xin mời và đại diện đó là anh Nguyễn Trọng Hiếu, là phó chủ tịch nội vụ của cộng đồng người Việt quốc gia Hà Thảo Răng, và phu nhân là chị Oanh. Thì cũng mời anh Hiếu có vài lời phát biểu trong buổi lễ hôm nay. Nhân đây thì cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức một cái buổi lễ như vậy cho chúng ta có dịp mà tưởng nhân Việt Dũng. Tôi rất quý mến Việt Dũng, thì thưa quý vị cũng biết là anh Việt Dũng là cũng là dân La San, mà anh cũng bằng tuổi tôi cũng hà lên ra La San luôn, nên nhiều anh em có những cái kỷ niệm chung với nhau. Dạ, thành thật cảm ơn quý vị. Tiếp theo đây xin mời ông Nguyễn Hữu Việt, là đại diện của Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa. Xin mời ông Nguyễn Hữu Việt. Tôi khác ông anh Hậu một chút là tôi không có được cho biết cảm tưởng trước. Thì vậy tôi cũng cố gắng là cũng chỉ đưa một vài cái tâm tình cá nhân tôi và có những cái mà liên hệ với lại anh Việt Dũng. Thì vào khoảng năm 1963, lúc đó là tôi đang học lúc đại ngũ, thì một gia đình mà đã bố mẹ đã đỡ đầu cho bác sĩ Bảy, thì anh ấy bảo bây giờ nên người bạn đã dẫn tôi đến nhà của bác sĩ Bảy. Thì đúng sự lúc đó tôi chưa có biết Việt Dũng là ai hết, nhưng mà đến đó thì em xin lỗi là một người mà tôi rất kính trọng, nhưng mà cũng dính giống một cái vai coi như là người em. Thì vì vậy khi mà em cứ đi cái đôi nàng, em chạy qua chạy lại, rồi em cứ như là con chim đó, em nói là ở lại với em nhé, đừng có đi đâu hai anh. Thế nói chung là em rất quý mến những người đến mà có một cái sự mà coi như là cảm thông với em. Và cái điểm thứ hai nữa đó là khi mà chiếc tàu giam bao hạm của Hải quân HQ-330 và tôi làm phó, thì khi đến 15 ngày đến Civic Bay, thì một tuần sau thì em cũng tị nạn, em cũng đến, và tôi cũng chỉ đến để coi như là cũng chỉ bắt tay em một lần đó. Cho đến một cái thời gian sau này thì em sáng tác rất là nhiều nhạc và tôi rất là quý mến, thì em cùng với trung tâm ESA đến tại Missouri, mà tôi không nhớ cái năm nào, cũng lâu lắm rồi, thì tôi có đến nói chuyện với em và nhắc lại cái chuyện bao nhiêu năm xưa, thì em bảo em vẫn nhớ những người đó, những người mà chân tình. Thì em tôi cũng mến chúc là em cố gắng em đưa tất cả những cái khả năng sáng tác và cũng như những cái gì mà em có để mà đóng góp cho người Việt Nam của chúng ta, nhân nhiên là người Việt Nam quốc gia. Thì đó là những cái chân tình mà tôi xin được chia sẻ với tất cả những quý vị ngày hôm nay, và xin thật sự cảm ơn. Dạ, kính thưa quý vị, là sở dĩ chúng ta có mặt ngày hôm nay, ngồi tại hội trường hôm nay nghe được đó là do một cái người rất là quan trọng, là Đài Sài Gòn 1600. Xin kính mời cô Thu Nga lên sân khấu có đôi lời. Cảm ơn ban tổ chức
Dạ, anh chào Thu Nga, đứng ở đây để mà tâm tình với quý vị. Và thưa quý vị, Việt Dũng không phải còn là của SBTN, Việt Dũng không phải là của Asia, Việt Dũng là của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay thì quý vị đã bỏ thì giờ đến đây. Và nhớ lại cái khoảng thời gian mà Việt Dũng vừa mới mất, người mà chiến sĩ gọi là chiến sĩ tự do, chiến sĩ đấu tranh bằng lời ca tiếng nhạc đã vĩnh viễn ra đi và bỏ chúng ta rồi. Và tôi nhớ đêm cái ngày mà đêm Noel thì chúng tôi, anh Huỳnh Công Ánh, cô Chi Huệ cũng như là anh Lê Sương là của SBTN đã làm một cái chương trình tưởng nhớ Việt Dũng. Việt Dũng mất ngày 20 tháng 12 thì chúng tôi làm cái chương trình đúng vào ngày Noel 25 tháng 12 năm mà Việt Dũng chết, tức là 2013. Dạ vâng, và đến khoảng là 1-2 giờ sáng thì chúng tôi mới làm xong những cái show mà tưởng niệm Việt Dũng. Rồi sau đó buổi sáng thì chúng tôi lên đường để qua bên California để dự lễ đám tang của Việt Dũng. Và đây là một cái đám tang mà quý vị không có thể tưởng tượng được, nó đông tới vài ngàn người, để chứng tỏ rằng cái việc mà thương nhớ Việt Dũng, yêu mến Việt Dũng, quý trọng Việt Dũng, nó đã lên đến cái mức độ mà rất là cao. Vì vậy cho nên là rất là cảm động. Vâng ơi, thưa quý vị, và cái đám tang này đã nói lên được cái tinh thần mà của Việt Dũng, cái ngọn lửa của Việt Dũng đã truyền cho chúng ta. Và khi mà cái đống lửa này nó đã không bao giờ tắt đi, tại vì chúng ta vẫn tiếp tục nuôi dưỡng. Và Tây Phương có câu rằng sống lâu hay sống mau nó không có quan trọng, điều quan trọng là chúng ta sống có ý nghĩa hay không. Và Việt Dũng đã sống một cách rất là đầy đủ ý nghĩa. Và chúng tôi nói nhiều thì nó cũng không có nói hết được cái tấm lòng của chúng tôi đối với ca nhạc sĩ Việt Dũng. Vì vậy cho nên là cái lúc đó thì chúng tôi có làm nhiều bài thơ, và một trong những bài thơ đó thì Chi Huệ hồi nãy đã có ngâm cho quý vị nghe. Và đây là một bài thơ khác để mà chấm dứt cái phần mà phát biểu của Thu Nga. Hãy về đi, buồn nào hơn bằng sinh ly tử biệt, đau nào bằng chia cách với người thân. Em đã khuất rồi trong vạn cõi xa xăm, để thương nhớ cho bao nhiêu người đồng chí hướng. Trời mùa đông càng thê lương ảm đạm, khóc đứa em vạn nước mắt tuôn rơi. Em đã thành huyền thoại Việt Dũng ơi, ánh sáng em như vầng đông chói lọi. Em đã về cùng quê hương réo gọi, mẹ già nua đói rách mất sạch nhà. Trẻ lê la trên đống rác thối tha, những cô gái phải tha phương cầu thực, vẫn chờ đợi em đưa đường dẫn bước chống bạo quyền bằng tiếng nói lương tri. Hãy về đi Việt Dũng, hãy về đi, phù trì dân oan vẹn toàn lãnh thổ. Hãy cất lên bằng những lời kinh khổ, giúp chân lành tận diệt lũ cộng nô. Một ngày không xa sẽ vang tiếng hoan hô, Việt Nam muôn năm cờ vàng bay phất phới. Quê hương sẽ không còn chìm trong bóng tối, đòi lại Sài Gòn đất nước lại nở hoa. Việt Dũng ơi, ngày ấy sẽ không xa. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Thưa quý vị, là chúng ta thấy có món quà tặng cho các vị mà có lên đây đứng phát biểu. Cũng có nhiều đại diện cộng đồng hội đoàn chúng tôi đã giới thiệu cũng có quà cho các vị, nhưng mà các vị chưa có dịp lên. Và xin mời lại tất cả quý vị có tên đại diện các hội đoàn bước lên trên, đứng ở trên này để anh Phong Giáo trưởng có món quà tặng cho tất cả quý vị. Xin mời cô Lily Nguyễn Hà, là giám đốc điều hành của Trung tâm Tuổi Hà, đứng lên đây để nhận được món quà. Chúng tôi xin mời ông Mai Văn Đức của báo Búc Việt News bước lên đây, ông Nguyễn Văn Lập, ông Nguyễn Văn Nở, ông Thái Hoa Lộc, ông Mai Thanh Tuyết, ông Phan Văn Phúc, ông Nguyễn Lâm, ông Nguyễn Lạc, ông Nguyễn Hữu Duyệt. Và xin mời tất cả quý vị đứng lên nhanh lên đây để chúng tôi có một món quà tặng cho quý vị trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin kính mời tất cả quý vị cho một tràng pháo tay chào mừng tất cả quý vị đại diện cộng đồng và hội đoàn có mặt ngày hôm nay. Dạ, xin mời tất cả quý vị. Mời tất cả các anh chị em Hưng Ca đứng lại trên sân khấu. Dạ. Dạ, chúng tôi quên một người rất là quan trọng, anh Thái Hóa Tố, cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia tại Dallas. Anh Thái Hóa Tố, dạ. Dạ, anh Tố ngồi trên kia. Dạ, chúng tôi mời Hưng Ca Trương Sĩ Lương, đại diện cho phong trào Hưng Ca đã giới thiệu từng gương mặt Hưng Ca có mặt trong buổi lễ hôm nay. Đầu tiên tôi xin được giới thiệu Hưng Ca già nhất của chúng tôi là bác sĩ và bà Trần Văn Thôn đến từ Houston.
và Hương ca trẻ hơn chúng tôi một chút xíu là Huỳnh Lương Thiện đến từ San Francisco. Trong đó gọi là anh hai nhưng mà tôi nhiều tuổi hơn anh hai, nhưng mà tôi là không là founder, là tại vì cuối năm 85 tôi mới gia nhập phong trào Hương ca. Đó là tay Huỳnh công anh, tôi đi công tác Huỳnh công anh không thèm gọi tôi để ra trở thành founder Hương ca. Huỳnh công anh đến từ New Orleans. Tiếp theo tôi xin được giới thiệu Hương ca Chia Huệ là cháu ruột của tôi, vì hiểu cái điều đó đến nơi dễ làm việc. Là cháu ruột của tôi nữa là Hương ca Minh Huy, và một người rất là đặc biệt trong anh em Hương ca trẻ, rất có tài, đường đi cũng hay mà nói chuyện cũng hay, đó là Hương ca Lưu Số Báo. Và Hương ca tiếp theo ở đây chắc quý vị cũng biết rồi, chị là chủ tịch cộng đồng, nhiều vai trò trong cộng đồng Đà Lạt và người rất là nổi tiếng. Chúng tôi xin giới thiệu Hương ca Lam Ngọc. Và Hương ca Kiều Hành là phu nhân của nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh. Tại vì tôi hát hứng nhất cái nội phu nhân. Ủa tay lớn à, cho một phòng của tay rất lớn. Người vừa trẻ, vừa đẹp mà vừa có tài. Sau đây là bản nhạc chúc quà cho quê hương rất là nổi tiếng của anh Việt Dũng, được trình bày bởi anh Phương Hùng, Nguyễn Phương Hùng. Nhạc sĩ anh Hùng. Đã lâu rồi Phương Hùng không hát, cho nên có thể không có lên cao được giống như anh, nhưng mà cũng muốn qua nhạc phẩm này quý vị nhớ về anh, nhớ về tâm tình của anh qua nhạc phẩm. Một chút quà cho quê hương. Em gửi về cho anh dặm bao thuốc lá, anh đón cuộc đời chạy mòn trên ngón tay, gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may. Mẹ may hồ con quê hương quá đọa đầy, gửi về cho chị dặm ba sống vải, chị may áo cưới hay chị may áo tang, gửi về cho em kẹo bánh thênh thang, em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay. Một mảnh áo trắng chấm mặt một mình khi ra pháp trường vội thầy, gửi về Việt Nam nước mắt đọng đầy. Mơ một ngày quê hương sẽ thanh bình, diễn giả Tiến sĩ Lương có đôi lời giới thiệu về Tiến sĩ Mai Thanh Tuyết. Dạ vâng, xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, nếu mà tôi giới thiệu thì nó thừa, là tại vì anh Mai Thanh Tuyết hoặc là Tiến sĩ, giáo sư Mai Thanh Tuyết là người rất nổi tiếng tại hải ngoại. Nhất là từ ngày đồng bằng sông Cửu Long bị hạn hán, nhất là môi trường những cái loạn của tàu đang xâm chiếm Việt Nam từng giờ, từng ngày, trong lúc chúng ta đang ngồi ở đây thì tụi đó đang xâm chiếm quê hương đất nước của chúng ta. Và xin trân trọng gửi đến quý vị Tiến sĩ Mai Thanh Tuyết đến từ Houston. Và người kế tiếp đóng góp rất nhiều trong làm báo anh em Hương ca và đặc trách về vấn đề nhân quyền, 2-3 lần làm phong trào trưởng phong trào Hương ca, đó là nhà báo Huỳnh Lương Thiện.
Và chúng tôi xin được giới thiệu nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin lần lượt nói lên cái thảm nạn của năm 2016 của đất nước Việt Nam. Tôi nói về đất, về nước cũng là nước Việt Nam và nước cũng là nước uống. Nước nó xảy ra từ Đông sang Tây và ngay trên cái vùng lục địa. Chứ nước không phải là chỉ xảy ra tại cái vùng Vũng Áng do người ngư dân khám phá vào ngày 6 tháng 4 năm 2016 mà thôi. Chúng tôi xin thưa, cái thảm nạn của Việt Nam bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2016. Chúng ta, tất cả chúng ta được biết về phía Tây của dải đất Việt Nam, dòng sông Mekong, dòng Cửu Long của chúng ta chưa bao giờ hết trong suốt có thể nói suốt thời kỳ lịch sử dựng nước của Việt Nam, chưa bao giờ cái tình trạng sông Mekong đi đến cái nỗi hạn hán. Chúng tôi đưa ra một con số để chúng ta thấy vào ngày 1 tháng 3 là mực nước tại Châu Đốc và tại trạm quan trắc Tân Châu còn khoảng 620 thước và Tân Châu còn khoảng 500 thước. Thì vào lúc đó, mực nước tại dòng Cửu Long, tại đập Cẩm Hồng là 990 thước, nhớ ngày 1 tháng 3. Và cái tình trạng của mùa lúa đông xuân của Việt Nam kể như hoàn toàn thất thoát trên 200 mẫu lúa và 200.000 mẫu lúa và 50.000 mẫu hoa màu. Việt Nam, Cộng sản Bắc Việt đã yêu cầu Trung Cộng xả đập Cẩm Hồng, thì vào ngày 12 tháng 4, tháng 3 đã xả đập Cẩm Hồng trên 1.000 thước khối một giây, nghĩa là tổng cộng trên dưới 2.000 thước khối một giây. Nhưng sự thật, trong suốt 2 tuần lễ xả đập, mực nước đi đâu? Tại mực nước, tại một lần nữa, tại Châu Đốc, tại Tân Châu, sụt xuống còn trên dưới 200 thước, nghĩa là chẳng những mực nước không tăng mà mực nước còn giảm. Vì sao mực nước giảm? Vì mực nước chảy xuống nước sông Cửu Long với trên dưới 2.000 thước khối một giây, chảy xuống đập Sayaburi. Cái đập Sayaburi là cái đập ngang hàng với thủ đô Vạn Tượng của Tàu. Và chính tất cả nước từ đó được chuyển qua Thái Lan, vì cái đập Sayaburi là một cái đập do Trung Cộng và Thái Lan tổng hợp để mua lại chứ không phải của Lào, chuyển qua để cứu 600.000 mẫu đất của Bắc Thái ruộng, mẫu ruộng. Thì chúng ta thấy rõ ràng rằng đây rõ ràng là một cái âm mưu, đó là cái vấn đề nước ở trong miền Tây. Thì chúng ta trở qua vào tháng 4, vào ngày 6 tháng 4 ngư dân ở vùng Vũng Áng đã khám phá ra tất cả các cá bắt đầu chết, nổi trôi đầy những luồng sóng màu đỏ dọc bờ biển xuống Quảng Bình tới tận Thừa Thiên rồi tới xuống tận Đà Nẵng. Những gì đã xảy ra thì cho đến giờ phút này qua báo chí chúng ta đều biết, do cái nguyên nhân đầu tiên là do cái công ty Hưng Nghiệp gang thép gọi là Formosa Vũng Áng. Chúng tôi sẽ xin tóm tắt một số vài dữ kiện. Cái công ty Hưng Nghiệp gang thép cho đến ngày hôm nay chưa bao giờ, chưa có một ngày nào hoạt động cả. Tôi chuyên xin tóm tắt là cái kỹ nghệ gang thép gồm có hai giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là biến gang, biến than khô thành ra than khốc. Đó là cái giai đoạn thứ nhất, gọi là cái lò cao số 1, nhiệt độ trên 2.000 độ C. Thì cái phế thải, ngoài những phế thải khí rắn thì chúng ta thấy còn qua những phế thải lỏng. Trong phế thải lỏng đó có cyanide, tức là cyanide, có thủy ngân, có phenol, có arsenic và có sắt. Và cho đến ngày hôm nay, cho tin tức chúng tôi cập nhật, thì Cộng sản Trung Cộng vừa cho nhập cảng trên 8.000 công nhân từ đầu tháng 12 để bắt đầu xây dựng cái lò cao thứ hai. Cái lò cao thứ hai, mục đích lò cao thứ hai là dùng để trộn lẫn than khốc
với sắt để cho ra gang hay thép tùy theo tỷ lệ của than, và công việc này chưa ra. Nhưng thưa quý vị, nói như vậy để chúng tôi nói mau thêm một chút xíu nữa, thì cho đến giờ phút này, Cộng sản Bắc Việt chỉ tuyên bố rằng nước xả cảng ở Vũng Áng có CNI và Phenol và một số sắt, hydroxit sắt, gọi là tức sắt. Cái màu đỏ mà chúng nó gọi đó là hiện tượng nở hoa ở ngoài biển, nhưng sự thật không phải. Nói như vậy để chúng ta thấy được cái gì? Chúng tôi xin thưa quý vị đừng đặt câu hỏi chúng tôi tại sao chúng tôi có những cái mẫu nước từ đó tới giờ và phân tích tại Hoa Kỳ. Xin cho phép chúng tôi không được trả lời, không thể trả lời câu đó. Cũng như chúng tôi đã có từng chuyển từng trên 200 mẫu nước vào năm 2002 và 2001 và 2002 từ Việt Nam qua đây để nói lên cái tình trạng môi trường ở Việt Nam. Thì chúng tôi đã phân tích được những mẫu nước bên trong vũng áng, chúng tôi đã phân tích được những mẫu nước ngay cả cái ống xả 1.400 thước cách bờ biển, cách ống xả đó 2-3 thước mà thôi, vào những cái thời điểm khác nhau. Cũng như chúng tôi đã phân tích được những xác cá từ Nghệ An cho tới gần tới Đà Nẵng. Thì đây là những kết quả, những cái mẫu nước chúng tôi kết luận là ngày hôm nay cho đến giờ phút này, công ty Hưng Nghiệp Gang Thép chỉ thử nghiệm cái giai đoạn 1, nghĩa là biến than thành than cốc. Do đó có rất nhiều phenol, cyanide và ammonia, tức là ammoniac. Thì cá chết vì phenol và ammoniac và một số bên trong cyanide. Chúng ta thấy rõ ràng rằng tại sao chúng tôi cả quyết cái điều đó. Vì vào tháng 8, tất cả đã khám phá ra một số than trộn lẫn với ammoniac và phenol được trên 1.000 tấn than rải rác trên những cái bãi rác xung quanh Hà Tĩnh cho tới Nghệ An. Và điều đó chính là làm cái nguồn nước của người dân sống chung quanh những cái bãi rác đó, trẻ em bị ghẻ lở, bị rash, bắt đầu những chỗ kín. Chúng ta đó là kết quả của cái giai đoạn 1. Và chúng tôi khám phá ra những cái mẫu đất và nước trong nhiều thời gian khác nhau. Chúng tôi có thể kết luận rằng cái nước xả thải ở tại vũng áng từ đầu tháng 4 cho đến bây giờ thỉnh thoảng xảy ra là do nước xả thải từ cái khu thử nghiệm giai đoạn 1, nghĩa là biến than thành than cốc. Và cái nước xả thải đó gồm luôn cả những nước xả thải của giai đoạn 2, nghĩa là biến trộn lẫn cái than cốc và sắt để cho ra gang thép mà nhà máy Hưng Nghiệp chưa bắt đầu sản xuất. Thì những nước xả thải đó chính là nước xả thải của 150 gang thép, khu gang thép của Trung Cộng chở tàu qua và đem vào vũng áng để xả thải ra. Điều đó qua kết quả những cái cuộc phân tích chúng tôi thấy rõ ràng, vì cái giai đoạn đó là mức ô nhiễm về arsenic, về mangan, về thủy ngân, về arsenic và sắt rất nhiều. Và chúng tôi sở dĩ chúng tôi kết luận điều đó là vì chính chúng tôi đã khám phá ra cái hydroxit sắt ở trên tận những cái bãi san hô suốt ở đảo ngoài đảo Phú Quý ở Phan Thiết. Chúng ta thấy cái quãng đường đi rất xa, có những vết tích đó mà biển hoàn toàn không có hydroxit sắt, biển Việt Nam không có. Đó chúng ta thấy rằng như vậy rõ ràng rằng ca mô phía tây, dòng nước ở phía tây sông Cửu Long đã bị Trung Cộng khống chế hoàn toàn, tiêu diệt cái nguồn lương thực chính của chúng ta là gạo. Ở phía đông, nguyên cả cái biển Đông cũng họ cũng hoàn toàn khống chế, mà không phải cái nước xả ở từ vũng áng, mà nước xả nó đến từ những chiếc tàu, và do trên 50.000 chiếc tàu hải giám của Trung Cộng xả ra. Vì sao? Vì một trong những cái vùng như đảo Chim là cách Đông Hà
khoảng 60 cây số, đứng về phương diện môi trường và phân tích về cơ quan y tế Liên Hiệp Quốc đã xác định rằng cho dù chúng ta xả thải một mức độc hại như thế nào ra biển thì qua cái bì dông cái cây số 44 cây số thì với cái độ loãng của đại dương thì cái mức độc hại đó không còn nhiễm độc tố. Mà đảo Chim là một đảo, nếu quý vị lên internet quý vị tìm cái đảo Chim thì chưa thể thấy cái vị trí, cái hai hình ảnh của đảo Chim. Đảo Chim trước tháng 4 năm 2016 là một đợt đây có thể nói hàng triệu một loại chim hạc rất đặc biệt, một đảo xanh. Và cái hình ảnh vào tháng 6 2016 là không còn một con chim nào trên đó cả. Thì những điều đó chúng ta đã từng thấy rằng Trung Cộng vào năm 1999 đã từng bán những cái chai cyanide cho ngư dân Việt Nam để bỏ những cái chai đó xuống đáy biển 40-50 thước. Và khi mà cyanide vỡ ra thì chỉ nửa giờ sau cá nổi lên, dân chỉ vớt cá. Dân Phan Thiết, Cam Ranh đã từng làm cái việc đó từ năm 1999 và đã được Quỹ tiền tệ thế giới lưu ý. Và như vậy chúng ta thấy phía Tây nguồn nước đã bị kiểm soát, và phía Đông bây giờ hiện tại cái ngư dân vì cái sự sợ hãi không còn cái khả năng để đi đánh cá thì cái nguồn protein độc nhất gọi là nguồn cá. Thì còn thưa quý vị, trong đất liền thì sao? Rõ ràng là chúng ta thấy những cái hiện tượng cá chết từ nơi này, từ Bắc chí Nam. Tại sao những nhà máy của Trung Cộng đã xây dựng trên Việt Nam đã xảy ra, đã xả thải vào dòng nước từ hàng chục năm qua mà chưa bao giờ có cái nạn cá chết, mà ngày hôm nay hết chỗ nhà máy này tới chỗ sông nọ. Đặc biệt, xin quý vị, cái kinh Nhiêu Lộc, từ đó tới giờ thì năm nào cũng đầu mùa mưa, mà sao đầu mùa mưa mấy chục năm nay cá không chết, mà đầu mùa mưa năm 2016 trên 100 tấn cá chết. Cũng giải thích không có một lời giải thích, chỉ vì mùa mưa phế thải độc hại nó trôi xuống làm cá chết. Mà tại sao mấy chục năm qua không chết mà chỉ có năm nay? Do đó chúng tôi kết luận rằng đó là do cái sự đầu độc. Và có những cái việc chúng tôi không muốn nói ra. Chúng tôi thấy hình dung một cái kịch bản không đẹp, không vui, cũng xin thưa cùng quý vị. Thì chúng ta thấy rõ ràng rằng đó là cái giả tâm của Trung Cộng. Cái giả tâm của Trung Cộng qua sự tiếp tay của Cộng sản Việt Nam, họ làm như thế nào? Dân tộc Việt Nam đã thù ghét, coi Trung Cộng là cái kẻ thù không đội trời chung cho đến giờ phút này. Nhưng mà tại sao cái kịch bản nó đã xảy ra, đang xảy ra, và Cộng sản Việt Nam đang cố gắng để thay người đổi ngựa cho những thế hệ trẻ hơn? Và trước cái tình trạng đói kém của Việt Nam thì Trung Cộng trở thành một ân nhân bằng cung cấp gạo, bằng cung cấp lượng tôm cá. Từ đó cái kịch bản đó thì chúng ta thấy rằng người dân Việt Nam không còn thù ghét Trung Cộng nữa, và Cộng sản vẫn còn ngự trị. Ngày hôm nay, nhân ngày đám giỗ của Việt Dũng, nhân ngày quốc tế nhân quyền, và cũng xin nhắc lại rằng chúng tôi, một thành viên của phong trào quốc gia cấp tiến, một thành viên của Đảng Tân Đại Việt, một thành viên của Liên minh Dân Chủ, chúng tôi tiếp tục đi theo con đường của tinh thần của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Chúng tôi không tổ chức ngày giỗ của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy ngày 28 tháng 7 hàng năm, mà chúng tôi nói lên một cái tinh thần chiến đấu giống y hệt như tinh thần chiến đấu của Việt Dũng ngày hôm nay. Chúng ta không ngồi bó tay chịu chết dưới những cái hình ảnh mà chúng tôi tiêu cực, mà chúng tôi nêu lên đối với Trung Cộng. Chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Những người cầm viết, dùng viết, những người nhạc sĩ dùng lời ca, và những người công nhân tiếp tục yểm trợ quốc nội, thậm chí xin lỗi những bà mẹ Việt Nam, những cô gái Việt Nam chấp nhận hy sinh để triệt tiêu cái gọi là Đảng Cộng sản Bắc Việt, chắc chắn ngày đó sẽ xảy đến cho Việt Nam.
Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn. Và tiếp theo tôi xin được mời một người kế một cái đề tài có thể là quý vị cũng nham lắm, nhưng mà xin quý vị ngồi để lắng nghe về vấn đề nhân quyền, một cái vấn đề mà tất cả mọi người trên thế giới đều quan tâm trong cái trận chiến với Cộng sản Việt Nam. Xin mời anh Thiền. Dạ vâng, cảm ơn anh Trương Sĩ Lương. Thưa quý vị, đúng như là nhà báo Trương Sĩ Lương nói, cái đề tài mà chúng tôi được anh em giao phó để nói chuyện hôm nay thì nó cũng khá nhàm. Đó là cái đề là nhân quyền. Thì thưa quý vị, thì chúng ta có lập, vì sao chúng ta chống cộng? Chúng ta chống cộng một trong những lý do là bởi vì Cộng sản chà đạp nhân quyền. Vì thế có lật đổ việc cộng đi chăng nữa cũng là để phục hồi cái nhân quyền cho đồng bào chúng ta trong nước, phải không quý vị? Cho nên cái nhân quyền là cái quyền lợi chẳng phải có người, nó vẫn là cái mục tiêu sau cùng. Cho nên đừng có nghĩ rằng là nhân quyền hiềm hay là nhân quyền nó quá nhẹ quá yếu mà chúng ta quay nhẹ cái vũ khí đó. Thưa quý vị, rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì nhân quyền là một cái giá trị phổ quát. Bây giờ chúng ta dùng vũ lực, chúng ta đấu tranh, thưa quý vị, rất khó để mà được các tổ chức trên thế giới hay là quốc gia trên thế giới hỗ trợ. Cho nên cái phương thức vũ lực rất khó mà thành công. Trong khi nhân quyền là một cái giá trị phổ quát, hầu như tất cả mọi người trên thế giới đều công nhận và hỗ trợ. Vì thế cho nên mang đến nhân quyền cũng là một cái phương thức đấu tranh mà chúng tôi nghĩ là chúng ta cũng cần quan tâm. Và thưa quý vị, ngày 10 tháng 12 là ngày nhân quyền quốc tế, nhưng chúng ta còn có một cái ngày nhân quyền của Việt Nam nữa, thưa quý vị, hay là quý vị đã biết, là nhằm để cổ võ bày tỏ ngưỡng mộ tinh thần đấu tranh của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế trong cao trào nhân bản tại Việt Nam, liên lụy trong suốt bao nhiêu năm qua. Lưỡng viện Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 5 năm 1994 đã thông qua một cái nghị quyết chọn ngày 11 tháng 5 là ngày nhân quyền cho Việt Nam. Cho nên thưa quý vị, trong một năm chúng ta ít nhất có hai cái thời điểm đấu tranh nhân quyền, đó là ngày 10 tháng 12 hôm nay và ngày 11 tháng 5, và Tổng thống Bill Clinton cũng đã ký cái sắc luật này, thưa quý vị. Và thưa quý vị, ngày hôm kia thôi, hôm nay là thứ Bảy, ngày 10 tháng 12 phải không? Hôm kia là ngày 8 tháng 12. Thượng viện Hoa Kỳ cũng đã họp, cũng nhân cái đề tài nhân quyền, đã thông qua một cái nghị quyết và luật chế tài những cái vi phạm nhân quyền trên thế giới. Luật chế tài những cái vi phạm nhân quyền trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đó, và đã thông qua Hạ viện, và ngày đầu tuần tới, luật này sẽ đưa tới cái bàn giấy của Tổng thống Obama. Và chúng tôi hy vọng chúng ta sẽ ký nếu chúng ta không có phủ quyết. Thì vì chúng tôi nghĩ rằng không có lý do gì trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ mình mà Tổng thống Obama lại phủ quyết một cái dự luật quan trọng và giá trị như thế này. Vâng, thì tin rằng chúng ta sẽ chấp thuận ký. Thì nếu mà ký thì việc gì nó xảy ra? Thứ nhất, luật này sẽ nghiêm cấm tất cả những cái nào vi phạm nhân quyền từ Việt Nam, Campuchia, Lào, các nơi khác không được nhập cảnh Hoa Kỳ. Thứ nhất, vì thế chúng tôi tha thiết mong quý vị quen biết bà con nào ở Việt Nam đấu tranh, ghi danh tất cả những tên công an nào, những lãnh đạo nào đàn áp vi phạm nhân quyền, thì bây giờ chúng ta ghi danh hình ảnh đầy đủ để đặt lên hồ sơ, và có thể nếu người đó họ không sợ thì vợ con cũng có lúc muốn qua Hoa Kỳ này, thì chắc chắn sẽ bị ngăn cản bởi cái luật chế tài này. Và cũng buổi chiều đó, chiều ngày 8 tháng 12, thứ năm cách đây 2 ngày, Hạ viện Hoa Kỳ cũng thông qua một cái buổi hội thảo cũng về cái đề tài nhân quyền như chúng ta ngày hôm nay. Thì cái buổi hội thảo đó do Ủy ban Nhân quyền Tom Lanzos của Hạ viện, mà ông dân biểu rất là thân trọng cộng đồng ta ở Nam Cali, đó là ông Alan Lowenthal, ông ta có thể là chủ trì và nói về cái việc này. Thì trong đó ông dân biểu Toronto đã trình bày cái tình trạng vi phạm nhân quyền trên thế giới, đặc biệt ông ta nhấn mạnh tới tình trạng vi phạm nhân quyền của ba cái nước mà quý vị biết không, nếu mà nói theo cái ngôn từ thờ tượng của Nguyễn Xuân Phúc đó, thì ba cái nước này đó nó gọi là MCL, tất nhiên là Miến Điện, Campuchia và Việt Nam. Đó là ba cái quốc gia vi phạm nhân quyền trầm trọng, và họ cũng sẽ thông qua một cái dự luật chế tài như thế nào. Chế tài như thế nào rất là đơn giản, thì ông Trần Việt nói như thế này: vì hiện tại Việt Nam đang mong muốn tiếp tục là đối tác kinh tế sâu đậm với Hoa Kỳ, muốn buôn bán nhiều hơn, thì nếu chúng tôi gặp những vị lãnh đạo Việt Nam, Cộng sản Việt Nam, chúng tôi sẽ nói rằng
Nếu quý vị muốn buôn bán với Hoa Kỳ nhiều hơn, xin lỗi, quý vị phải sạch sẽ chút xíu, không được đàn áp nhân quyền như hiện nay. Và chúng tôi sẽ cấm và chống đối cái việc mà giao thương hai bên nếu quý vị tiếp tục cái việc mà đàn áp nhân quyền như hiện nay. Thì đó là cái lời phát biểu cách đây 2 ngày. Vì đó tôi nghĩ rằng cái ngày nhân quyền nó rất là quan trọng là như thế. Và thưa quý vị, sau cùng thì chúng tôi cũng muốn nói một cái điều sau cùng thôi. Đó là như chúng ta thưa, chúng tôi là thành viên của mạng lưới nhân quyền. Thì mạng lưới nhân quyền trong vòng 14 năm qua, không phải chúng ta ở hải ngoại này, chúng ta nhìn đồng bào trong nước đấu tranh là chúng ta hoan nghênh, chúng ta vỗ tay không thôi. Thưa quý vị, nó cần nhưng nó chưa có đủ. Chúng ta cần có những hành động là cụ thể hơn, như đồng bào của tỉnh các nơi. Thì mạng lưới nhân quyền lập ra một cái giải gọi là giải nhân quyền Việt Nam cách đây 14 năm. Đó, cứ mỗi một năm thì tôi cũng hân hạnh là một trong 14 vị trong cái ủy ban tranh giải ngày hôm nay, trong cái năm nay. Thì trong một năm đó chúng tôi họp lại với nhau và ở Việt Nam cứ đề bạt bao nhiêu hồ sơ công việc, năm nay là có 22 hồ sơ. Thì anh em mới nghe các nơi và tuyển chọn xem chọn 3 cái đơn vị hay là 3 đơn vị nào. Thì năm nay, cái giải nhân quyền Việt Nam năm nay mạng lưới đã quyết định trao cho những vị sau đây. Thứ nhất là luật sư Võ Văn Đôn, là luật sư rất là trẻ nhưng mà cả một cuộc đời đấu tranh chúng ta. Ông ta thành luật sư nhưng mà không có làm việc tại thành phố mà về thôn quê mở văn phòng luật sư để mà giúp đỡ bà con thấp cổ bé mình. Đó, luật sư Võ Văn Đôn, người trẻ. Các ông luật sư nghĩa là vỗ tay đầu tiên. Đó, và kế tới là mạng lưới blogger, quý vị thấy rồi, mạng lưới blogger là những người trẻ đã dùng cái phương tiện truyền thông đó, nghĩa là email, nghĩa là Twitter, Facebook vân vân để mà đấu tranh ngược lại chống lại với là cái truyền thông lệ phái của lệ của nhà nước và rất đạt được những cái thành quả tốt mà mẹ nắm là một trong những cái biểu tượng. Và sau cùng, hai vị sau cùng là mạng lưới nhân quyền đã chọn để được lãnh trải nhiều hôm nay, thứ nhất là hai vị đều xuất thân từ dân quan. Bà Trần Ngọc Anh là một vị nữ lưu đấu tranh rất là căng trường từ miền Nam ở Bà Rịa, từ dân oan và đã tham dự những cuộc đấu tranh rất là đặc biệt, thí dụ như là đấu tranh chống Tập Cận Bình, đấu tranh chống nhà nước Trung Cộng, đàn áp sinh viên Đại Thiên Văn Ngôn, đấu tranh vinh danh những cái người được sĩ Việt quân Hải quân nước Cộng Hòa chết trong cái trận Hoàng Sa để bảo vệ đất nước, vâng, và đấu tranh chống Việt Cộng, nghĩa là giải tỏa cưỡng chế cái chùa Liên Trì. Thành ra thưa quý vị, đó không phải là người dân quan đấu tranh với dân quan mà đấu tranh với nhân quyền và những vấn đề thực tế ngay tại trong đất nước. Và những người sau cùng quý vị đã biết rồi, đó là bà Cấn Thị Thẹn. Quý vị còn nhớ dân quan thôi, nhưng mà quý vị còn nhớ năm ngoái khi mà bà bị bắt và được thả ra đó và cầm bó hoa và trong nước mắt, chưa bao giờ tôi được nghe một cái bài phát biểu nào đanh thép hùng hồn như bài phát biểu của bà Cấn Thị Thẹn tháng 7 năm 2015. Và bà vừa bị bắt lần nữa và đang ở trong tù đó. Vì thế mà mạng lưới nhân quyền chọn bà Cấn Thị Thẹn với bà Trần Ngọc Anh làm những biểu tượng đấu tranh được lãnh giải nhân quyền hôm nay. Thưa quý vị, đó là chúng tôi xin được tóm tắt những gì mà ban tổ chức cho phép chúng tôi chỉ có 10 phút thôi, và chúng tôi mới có 9 phút 10 phút nữa là xong. Thì chúng tôi xin được cảm ơn quý vị và cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng tôi. Dạ, đứng bên cạnh chị Huệ đây là chị Bé, hiền thê của anh Việt Dũng tại buổi lễ tưởng niệm tại trung tâm sinh hoạt Tuổi Hạc do phong trào Hưng Ca Việt Nam tổ chức. Thưa chị Bé, chị đã gắn bó với anh Việt Dũng trong một cái hành trình rất là dài. Thì hôm nay rất là hân hạnh ban tổ chức có mặt của chị hôm nay. Thì cái cảm xúc chị như thế nào trong ngày tưởng niệm cho anh Việt Dũng, cũng giống như là cái cảm xúc của chị gắn bó với các anh chị em trong phong trào Hưng Ca? Em xin chào chị và tất cả quý vị. Nói về cảm xúc thì em đã bật khóc khi bước chân vào hội trường và khi nhìn thấy hình ảnh Dũng lại, quá xúc động. Nói về cái cuộc hành trình 30 năm vừa qua, tụi em chung sống với nhau, gắn bó với nhau, thì hầu như tinh thần chiến đấu, những sinh hoạt của anh em Hưng Ca từ ngày đầu cho tới ngày Dũng nhắm mắt, em được cái hãnh diện đã tham gia rất nhiều cùng với các anh chị em Hưng Ca. Và phong trào Hưng Ca là một cái phong trào mà coi như là yêu thương nhất trong đời sống của tụi em, gắn bó tất cả anh chị em còn hơn ruột thịt, đã sống với nhau bao nhiêu năm, đi chiến đấu với nhau.
chia sẻ với nhau rất nhiều. Và cho tới ngày cuối khi Dũng ra đi thì nói là kỷ niệm và có quá nhiều kỷ niệm với nhau, có quá nhiều những ấp ủ với nhau. Em mong rằng hôm nay mình được ngồi lại với nhau trong cái dịp dỗ Dũng, mình ngồi lại với nhau để mình nhắc nhở lại kỷ niệm cũng như đừng quên cái hướng đi tương lai của mình. Khi mà BB bước vào hội trường này thấy cái hình của Việt Dũng cũng bay từ một Cali sang bên đây, thì BB có chia sẻ cái tâm tình gì với là các cô chú ở đây? Trước hết, cháu xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị chủ tịch, cộng đoàn, nhân sĩ, những tâm hồn yêu nước, những người tâm thần còn nghĩ tới quê hương đã tới với Dũng trong cái lễ dỗ thứ ba năm nay. Thường thì cũng nghe nói là người ta nói ba năm mà xa ta, con cũng không hiểu, mới cũng không hiểu cái chuyện đó nữa. Tại đối với đây thì Dũng lúc nào là vẫn là Dũng. Mặc dù đau đớn, mặc dù thương nhớ rất nhiều, tuy nhiên đối với BB Dũng như là đang quá bận rộn đi một sở của đó, đang tạm thời ở một nơi đó suy nghĩ cho bận rộn đất nước mình. Thì đối với cái người mà được cái hân hạnh, cái diễm phúc mà sống trọn cuộc đời với mình Dũng khi còn khi bên qua đây, thì nhìn cái gương của anh, nhìn cái suy nghĩ của anh học hỏi lúc đó còn non nớt, non quá, không ngờ cái ngày chia tay là quá sớm như vậy. Lý do mà hôm nay chúng em cảm ơn tất cả phong chức anh em phong trào hơn cả tất cả những cái tình cảm mà anh chị em đã dành cho mình cũng từ ngày đầu cho tới giờ. Khi em nghe anh người mẹ cũng như anh Hồ Lâm Thiện nói về có qua Dallas dỗ với Dũng không, em nói ở đâu em phải đi. Và cái động lực duy nhất của em bay qua đây trong cái tiềm thức ấy, em muốn tự nói nhỏ với Dũng là em sẽ đi tìm lại những cái dấu chân Dũng đã đi qua, tìm lại những nơi chốn Dũng đã từng sinh hoạt. Tại sao Dũng một mình với đôi nạn, một thân một mình bay đây đi đó, là một mình mang cái nhiệt huyết trong lòng mình tranh đấu được, trong khi chúng em rất là xấu hổ khi còn gần với nhau cũng không có thấu hiểu đủ, cũng còn hời hợt quá. Để bây giờ khi mà Dũng nằm xuống, em nhắn nhủ lòng mình là không thể nào để cho những cái ký ức của Dũng nó bị vì những cái mình nhụt chí mình đi. Thay vì đó phải học theo Dũng, phải tìm hiểu thêm về Dũng và phải bước theo Dũng, lần mò theo con đường Dũng. Em cũng cảm ơn tất cả các anh chị thành phố Dallas cũng như tất cả mọi nơi đã cho phép em được có cơ hội nhìn lại, thấy lại những hình ảnh thân quen, những khuôn mặt thân thương, những sinh hoạt, những cái dòng máu, tư tưởng yêu nước của mình. Mình phải ấp ủ nó lại, mình phải hâm nóng nó lại. Dũng có xa nhưng Dũng để lại rất nhiều cho đàn em, chúng em. Thì trước hết, BB xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị đã có mặt hôm nay. Tôi nhớ với Dũng. Và từ giờ trở đi, sau cái dỗ 3 năm, đối với người khác sẽ là dỗ xả tan, nhưng mà đối với BB sẽ là bước khởi đầu. Khởi đầu với tìm lại bước chân của Dũng, tìm lại cái dòng máu Việt Hùng của mình, những cái tư tưởng, những cái lòng yêu nước của mỗi con người mình đều có. Mình phải vì Dũng và phải nhớ tới Dũng, đó là ấp ủ của Dũng. BB xin tôi đã kể một câu chuyện mà BB tôi đã kể cho anh em chị không nghe, nhưng mà các bác các cô chú đây chưa được nghe. Khi mà Việt Dũng mất đi rồi đó, thì dĩ nhiên trong những ngày đầu rất là đau, sự đau đớn, và có những cái kỷ niệm BB đã chia sẻ với anh em, các cô chú, các anh chị đây. Dạ, thưa Nghĩa và cùng với các cô chú,
đối với bé Bé thì là ngay tới ngay giây phút là ngay đúng giây phút này Bé vẫn còn chưa có nghĩ là Dũng mất, thật sự mà nói. Rồi sau 3 năm cũng cố gắng phủ nhận cái sự thật, nhưng mà sự thật là sự thật. Hàng đêm cháu đều cầu nguyện với Dũng, mong Dũng là cho cháu thấy một cái dấu hiệu gì đó, hoặc là một cái gì đó để cho vững tâm hơn. Thì Dũng cầu nguyện hoài đâu có thấy gì đâu, đôi lúc mấy cũng không hiểu sao, nhưng mà tất cả những cái gì trong gia đình ở nhà và thấy bình thường thì có những cái lạ vô cùng. Ngay cái ngày Dũng chết ngày 20 tháng 12 thì đúng cái ngày New Year's Day là đầu năm, thì cái computer của Dũng nó trong phòng, em không có dám đụng tới cái computer của Dũng. Dũng có 2 cái computer, từ ngày Dũng mất chưa bao giờ dám ngồi lại cái bàn làm việc của Dũng, sợ là không có dám ngồi. Thì vừa đúng giao thừa đem nó đi Thúy Vi về thì lại đi đăng lý đưa Thúy Vi về với mẹ Thúy Vi về nhà, thì chở xe lại chạy thẳng về nhà để đón. Lúc mà em trong lòng trên xe nữa là chở Dũng mất về hôm năm nào cũng nhau cũng ôm nhau để cao đao chết rồi, xe là trẻ rồi, nếu mà đi đưa ba về nhà mình sẽ trẻ, vậy sao mà cái anh lái xe đã biết là đi về đưa ba của mẹ Thúy về, Thúy Vi về, không sợ tay lái sao chạy để thẳng vào nhà em vừa đúng 3 phút 2 phút gì đó. Thì em mới chạy vô nhà, em mới mừng quá nhìn cái bàn thờ của Dũng đó. Dạ em về với anh rồi, coi như là mình cao đao được. Thì cái computer đúng 12 giờ tự nhiên nó bật, nó turn on lên. Thì lúc đó em cũng không có tin tưởng gì, em nói một cái cô xem nhà thì không có ai à. Cái computer nó bật bình thường thì là trước đó nữa có 2 cái dấu hiệu. Ngay cái ngày Dũng vừa mất đi nữa là tấm hình, anh nhớ tấm hình này của Dũng, thành thật mà nói nó là rất là vô tình. Em không bao giờ nghĩ là Dũng đi sớm như vậy. Vẫn thì cái ngày mà mẹ đưa cho tấm hình, mẹ mới chọn 2 tấm hình là Dũng đã đưa cho mẹ giữ. Thì một tấm hình bên chụp cho Asia và một tấm hình này là chính em chụp cho Dũng. Cái ngày này là việc Dũng với chị Nguyễn Ánh về cái studio của em, thì Dũng chụp cho chị Ánh và em sẵn chụp cho Dũng một tấm kỷ niệm thôi. Thì không ngờ Dũng cũng thích và Dũng giữ. Ngay cái ngày đám tang của Dũng mà để làm lễ và nghỉ trang, anh tên ông Dũng kỳ lắm, lạ lắm. Hay hay thích mình gọi là đùa giỡn hoặc là làm cho mình phải suy nghĩ. Hôm đó em và cái người phải scan tấm hình này và sửa hình cho Dũng. Thì em bật máy lên. Em là dân làm hình, em là photographer. Em mở máy hình Dũng biến mất. Không có, không mở ra được cái file. Không có. Mà cái đó là em chỉ xin lại, em scan lại thôi. Hình chính thì anh chỉ hiện Dũng mất. Ngày đó em mới nói là Dũng, anh muốn xa. Anh cho em biết. Thì bây giờ em chỉ còn một tấm hình duy nhất này thôi, mà chẳng lẽ đi lễ đám tang anh không có tấm hình nào, còn tấn em thì cái gì cũng được hết. Vừa nói chuyện Dũng xong tôi lên chị, tấm hình hiện ra liền. Tấm hình mà em đã biết là cái file xóa kiếm không ra, có thể là trên nguyên tắc về kỹ thuật, về kinh nghiệm không thể nào kiếm được, tại vì tại sao mà nó bị delete như vậy. Thì khi em cầu nguyện với Dũng như vậy xong á, thì tỉnh tấm hình mở lên lại. Thì em mới hiểu là anh Dũng rất là xoay xòa. Dũng không thích touch up, Dũng không thích làm điều, không thích làm đẹp gì hết, hãy để Dũng như là Dũng như vậy. Thì có những cái điều biểu hiện cho Dũng. Trở lại cái vấn đề cái computer mở lên, thì nói thưa anh Hoàng Văn, anh là nhạc sĩ anh biết, khi em mở một cái máy computer anh phải qua từng giai đoạn, anh sai một cái file mà. Thì màn hình tự nhiên nó bật lên, em cũng chưa hiểu, em trong gia đình em phải mang cái máy hồi xưa,
em quay cái đó và em có biết con chó chủ quán tôi. Cái bên Dũng về Dũng thì là những cái nốt nhạc, một cái bản nhạc không lời không chữ, chỉ có những dòng nhạc hiện lên cái file computer. Thì đó là cái giọng em chia sẻ. Thưa anh Minh Công Anh cũng như tất cả các anh chị em Minh Ca, cái đó là những dấu hiệu có thể Dũng chỉ cho em thấy để em hiểu là cả cuộc đời Dũng cống hiến cho âm nhạc. Dũng đã dùng âm nhạc như một vũ khí để tranh đấu cho quê hương mình, cho nhân quyền Việt Nam mình. Thì em hy vọng đó là cái dấu hiệu mà Dũng đã cho em gửi lại cho em. Nhân đây em cũng xin lỗi Dũng là 3 năm qua em đã bị trong cái trạng thái bị khủng hoảng nhiều lắm và chưa có bình tĩnh lại được nhiều. Cho nên em đã tạm thời không có sinh hoạt, không có tham gia bất cứ chương trình gì. Em muốn định tâm anh lại, em muốn thấy lại con người mình. Cũng như các anh chị đã chia sẻ, em đã học được bài học rất nhiều. Con đường tranh đấu của mình nói hoài, mình nghĩ nát tóc ra, mình tìm mọi thứ. Tuy nhiên, mình thấy được vấn đề đó, làm cách nào giải quyết. Đối với em sẽ cố gắng, em sẽ phân tích những gì Dũng làm. Em mong rằng em sẽ nhớ lại những hồi ký của Dũng. Em chia sẻ lại cùng tất cả anh em trẻ. Em thấy được một điều mà Dũng làm và Dũng đã từng tâm sự với em. Dũng nói, mình làm bất cứ cái gì đó, cái dự định của mình phải là 20 năm trước, chứ không phải là 5-7 năm đấy. Mình phải thấy cái hướng đi trước. Cái thứ hai, mình phải có cái sức, cái lực và cái tiềm năng để làm. Cho nên quý vị, các anh chị cũng như ông bà đây đã thấy, song song với tinh thần chiến đấu của Dũng, Dũng cũng làm những sự rất nhiều. Dũng làm việc nhiều, Dũng làm ngày đêm, Dũng làm ra tiền để làm gì. Thật sự tiền đối với tụi em, chúng em chỉ có hai đứa thôi, chúng em không cần thiết về vấn đề vật chất. Em vẫn hỏi nhưng mà tại sao anh phải khổ sở làm. Dũng nói không, anh làm cái này để vì lý tưởng. Không có những đồng tiền này, không có cái sức mạnh của những cái chuyên chở cho mình đi bằng những cái thành thật nói là đau lòng vật chất, thì làm sao dẫn đưa mình tới đến với mọi người được. Đó là lý do mà Dũng đã sinh hoạt được nhiều. Sau vài mười năm, sau gần mười, em nghĩ là 15 năm và sau, Dũng dồn mọi nỗ lực vô business. Tuy nhiên, vâng, dùng đồng tiền cho lý tưởng tranh đấu, chứ không phải dùng đồng tiền đó cho bản năng, cho cá nhân. Ngay chính em là cái người Dũng nhất. Hai chúng em hoàn toàn không cần thiết về vật chất tiền bạc. Nhưng tiền bạc Dũng để đó để cho những cái mong ước vô những cái quỹ này, mong ước giúp cho những người tranh đấu, mong ước in được cuốn băng, in được cái áo, bán đi để mang tiếng hát mình, để kêu gọi đồng bào tranh đấu cho quê hương mình. Em chỉ biết hôm nay em xin chia sẻ thành thật nhất. Ngày giỗ thứ ba của Dũng, trước mặt Dũng, em sẽ không xả tan Dũng, em sẽ giữ Dũng hoài trong lòng. Em sẽ mong các anh chị giúp đỡ em. Chúng ta